Xin chào quý anh chị, Đạt rất là vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Tôi Với Ba. Thì chỉ còn khoảng hơn mười mấy ngày nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán năm 2023. Hiện tại nếu như quý anh chị nào mà mình đang có nhu cầu, mình đang tìm một chiếc xe để mình đi Tết mà giá thì chỉ loanh quanh là khoảng hơn 500 triệu một chút thôi, mà chở được 7 người, dáng cao, có thể là đi đường xa tốt, thì để đáp ứng những cái nhu cầu của quý anh chị thì hôm nay Đạt xin giới thiệu đến quý anh chị một cái mẫu xe Toyota Rush được sản xuất vào năm 2019, nhập khẩu Windows, giá chỉ khoảng hơn 500 triệu một chút mà thôi. Vâng, đó chính là cái mẫu xe đang đứng kế bên Đạt đây, Toyota Rush màu nâu nho được sản xuất vào năm 2019. Xe hiện tại thì đi khá là ít luôn á quý anh chị, xe đi được khoảng là 23.000 cây số thôi quý anh chị, một chủ từ đầu, và đặc biệt nữa là biển số Sài Gòn, sẽ tiết kiệm được cái chi phí đăng ký mới lại cái biển số cho quý anh chị nào mình đang ở Sài Gòn nha. Đó. Thứ hai là xe còn đăng kiểm tới tháng 9 năm 2023, không cần đi đăng kiểm lại trong cái thời buổi mà đi đăng kiểm cực kỳ khó khăn và đợi chờ lâu như hiện tại, tại cái thời điểm mà cận kề Tết đó, thì tới tháng 9 năm 2023, và phí đường bộ cũng vậy, phí đường bộ cũng được đóng tới tháng 9 năm 2023 luôn. Là hai sản xuất năm 2019, sử dụng hơn 3 năm tuổi rồi. Cái anh chủ cũ á, ảnh cực kỳ là chăm xe và cực kỳ là ít đi luôn quý anh chị đó, và làm bảo dưỡng ở trong hãng á, cực kỳ là chi tiết luôn. 20.000 ảnh vừa bảo dưỡng xong cái cục móc là 20.000 quý anh chị đó. Và hiện tại xe Toyota Rush được sản xuất vào năm 2019 đang được Toyota Hiroshima tình cảnh bên Đạt chào bán với mức giá là 572 triệu cho quý anh chị đó. Thì một cái mẫu xe mà khi bên Đạt bán ra thì bên Đạt sẽ cam kết với quý anh chị là xe chưa từng bị đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu xe nè, động cơ chưa từng bị đại tu nè, động cơ cũng chưa từng bị thủy kích, và xe thì chưa từng bị ngập nước cho quý anh chị đó. Bên Đạt sẽ cấp một cái giấy chứng nhận xe đã qua sử dụng cho quý anh chị, và đối với những cái xe mà hết hạn bảo hành chính hãng thì bên Đạt sẽ bảo hành thêm cho quý anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số về động cơ và hộp số để quý anh chị mình có thể an tâm mình sử dụng xe nha. Để không làm mất thời gian của quý anh chị thì Đạt sẽ đi quay chi tiết ngoại thất, nội thất, những chi tiết mà Đạt có thể quay được á, Đạt sẽ quay lại để quý anh chị mình có thể đánh giá chi tiết về cái sản phẩm Toyota Rush được sản xuất vào năm 2019 màu nâu nho này nha. Đặt mời quý anh chị. Dạ rồi, thì bây giờ đầu tiên á, Đạt sẽ đi quay về những cái chi tiết bên ngoài xe, những cái đường dập nổi, dập lặn, những cái chi tiết phụ tùng bên ngoài xe, coi sau hơn 3 năm độ mới nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm nha quý anh chị. Rồi, thì quý anh chị có thể thấy là xe đã được bên Đạt hoàn thiện xong khâu Marukuri rồi. Đó, quý anh chị có thể là để ý là cái mặt sơn á, nó rất là bóng bẩy nha quý anh chị. Màu sơn này á là xe mang một cái nước sơn gọi là màu nâu nho quý anh chị. Để là quay cận cảnh cho quý anh chị biết màu nâu nho nha. Đó. Xe cái cụm đèn pha cốt nè được thiết kế cũng khá là trẻ trung, khi mà được đặt chung cái đèn định vị ban ngày á, cái đèn định vị ban ngày nó nằm ở trong cái đèn pha cốt luôn nè quý anh chị, còn đèn xi nhan thì nằm ở phần phía trong bên này. Rồi tiếp theo là logo, rồi những cái mặt ca lăng này thì thiết kế theo kiểu là bốn cái thanh ngang nào quý anh chị, 1 2 3 4 đó. Đèn pha cốt bên này là cũng vậy, khá là đẹp á quý anh chị, chưa có một cái dấu trầy, dấu trước nào và hoặc là cái dấu xử lý nào nha quý anh chị. Rồi Đạt cũng chia sẻ lại quý anh chị là bốn lớp xe vẫn còn nguyên zin nha quý anh chị, được sản xuất vào năm 2019 luôn. Để Đạt quay cận cảnh cái lớp cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Đó. Đây, lớp đồ lớp trước bên trái được sản xuất vào tuần thứ 25 của năm 2019. Mâm là vẫn còn rất là đẹp nè quý anh chị, mâm này là mâm 17 inch, mâm phay đó. Cái vẫn còn cái dấu luôn nè quý anh chị, cái dấu này á là khi ví dụ trong những trường hợp á mà quý anh chị mà mình bị trầy mâm hoặc cần xử lý lại cái mâm phay này á thì sẽ mất đi cái dấu chấm màu xanh này nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị có thể yên tâm là cái mâm này chưa từng qua xử lý và hoặc là xử lý hoặc là sơn lại nha quý anh chị.
Thế rồi Đạt đánh giá cái lớp này á mình còn sử dụng được một khoảng thời gian là khá lâu quý anh chị, có thể là từ 20 đến 30 ngàn cây số nữa quý anh chị. Trên lớp gọi là chưa xuất hiện những cái vết gọi là bất thường nào đâu quý anh chị, cả bốn lớp luôn đó quý anh chị. Xi nhan tích hợp trên gương luôn nào quý anh chị. Lớp sau cũng vậy nào quý anh chị. Thì xe Toyota Rush là khi mà được nhập về Việt Nam từ thị trường Indo á, thì chỉ có một phiên bản thôi quý anh chị, là cái phiên bản S này nè. Đằng sau tất cả xe Rush đều có chữ S này nè quý anh chị, là phiên bản Sport á. Đó. Xe thì cũng được trang bị là hai cảm biến va chạm sau, một cảm biến bên trái và một cảm biến bên phải nè quý anh chị. Rồi. Tiếp theo á, là Đạt để ý là người chủ cũ của xe, anh chủ cũ của xe á, cũng khá là cẩn thận đó quý anh chị. Vì nguyên đằng sau cái cốp nè, ngay chỗ cái mép cốp thì ảnh bọc lại một cái này gọi là bọc lại một cái lớp ron để bảo vệ cái nắp cốp đó quý anh chị. Để mở lên xem. Đây là quý anh chị. Ảnh bọc một cái lớp ron trên ngay chỗ cái nắp cốp đây nè. Đó. Cái này Đạt nghĩ anh sợ bị trầy xước thì trên cái nắp ro trên cái nắp cốp này nên là anh đã bọc lại. Tháo ra để xử lý nha quý anh chị. Chị có thể nhìn đây nè, hai con ốc của nắp cốp vẫn còn rất là đẹp luôn. Yeah, để là quay cái phần ở dưới gầm cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Lớp sơ cua thì đã sử dụng rồi nha quý anh chị, nhưng mà tình trạng chắc sử dụng được một hai lần thôi quý anh chị. Lớp bên này cũng vậy quý anh chị, còn vẫn rất là đẹp luôn, vẫn còn cái nguyên nhất dấu chấm của nhà máy nào quý anh chị. Đó. Xe thì cũng đã được lên một cái số trang bị phụ kiện cơ bản, chẳng hạn như bên ngoài chúng ta có thể thấy á, là xe được dán phim cách nhiệt của Luma là quý anh chị. Đó. Bên trong xe thì xe đã được trang bị là thảm lót sàn nè, bọc trần ni lông nè quý anh chị, ghế da nè đó, và thêm những cái miếng lót sàn ở trên xe nữa, hai ba miếng ở trên xe quý anh chị. Hàng ghế sau của Toyota Rush vẫn là một cái vẫn khá là rộng hơn so với những cái đối thủ thuộc phân khúc nhau quý anh chị, chẳng hạn như XL7 hoặc là Xpander thì Toyota Rush vẫn rộng hơn khá là nhiều quý anh chị. À, xe thì được sử dụng là hộp số tự động 5 cấp, động cơ 1.5 lít phanh tay nha quý anh chị. Đó. Tất cả các dòng của Toyota thì chỉ có những dòng về đời sau này á, mới sử dụng là phanh tay điện tử thôi, còn lại thì vẫn sử dụng là phanh tay cơ bình thường đó quý anh chị. Rồi, đây là mở về cái nội thất, đặt quay cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Rồi.
Để đầu quay cánh cửa bên trái cho quý anh chị cùng xem. Cửa tài bên trái. Keo chỉ cửa vẫn nguyên zin, chưa có một cái đoạn nào mà từng xử lý lại hết đó quý anh chị. Kể cả những con ốc định vị cái ổ ngầm cửa không vậy. Xe thì sản xuất nhập Indo vào năm 2019 nào quý anh chị. Đây là 2019 nào quý anh chị. Nội thất thì còn khá là đẹp nha quý anh chị. Xe mới đi được khoảng 23.000 cây số thôi nên không có gì mà nó phải xuống cấp hoặc là nó bị cũ nhiều hết quý anh chị. Xe cũng đã được trang bị là cân bằng điện tử chống trơn trượt và kiểm soát lực kéo nha quý anh chị. Đèn nổ startup nè quý anh chị. Đây, xe mới đi được 23.119 km thôi. Xe thì được trang bị là 6 túi khí nha quý anh chị. Có những cái chi tiết ở trong xe rất là đẹp luôn. Chưa có bị trầy nhiều luôn á quý anh chị. Rồi chủ cũ người ta kỹ, người ta lên luôn cả một cái tấm lót tắp lô để giúp cho cái tắp lô không bị nó bạc màu nhanh đó quý anh chị. Vì cái nhiệt độ nóng ở trên kính chắn gió này nó nóng kinh khủng quý. Nếu như mà quý anh chị mình đi đường dài á, mình đi đường dài mà thứ nhất là không có phim cách nhiệt thì cái kính này nó rất là nóng, và quý anh chị ngồi trong xe nó nóng cực kỳ luôn. Những cái nút bấm mà cái ốp bạc này vẫn còn rất là đẹp nha quý anh chị. Chưa có một cái dấu trầy nào luôn á. Bên này cũng vậy, và những cái công tắc nút bấm tiện ích á, cũng còn rất là đẹp luôn. Xe thì đã được trang bị là đèn ô tô rồi nào quý anh chị. Cửa sau này cũng không có một dấu hiệu bất thường luôn quý anh chị. Rồi, để đạt đi quay cái phần khoang động cơ cho quý anh chị mình cùng tham khảo về cái khoang động cơ này nhé. Rồi, đây chính là cái tình trạng của cái khoang động cơ nào quý anh chị. Thì hiện đạt cũng xin lỗi quý anh chị, khoang động cơ này vẫn chưa được bên đạt rửa khoang động cơ lại nha. Dắt mới xử lý phần bên ngoài thôi, đạt xin lỗi quý anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, nắp capo vẫn còn nguyên zin nào quý anh chị, chưa có dấu hiệu tháo. Đây là quay tổng quan về cái nắp capo cho quý anh chị mình xem nha. Cụm ABS đây nào quý anh chị. Đó. Đây là cái bình nước rửa kính nó nằm bên này. Đây bình nước rửa kính nè, dầu phanh nè quý anh chị. Đó. Khối động cơ 1.5 lít. Sử dụng công nghệ là Dual VVTi nha quý anh chị. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho quý anh chị nào có thể là mua xe về, có thể là chạy dịch vụ nè, kết hợp với chạy gia đình. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Đạt rất là cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi cái clip Đạt đánh giá chi tiết về xe Toyota Rush màu nâu vàng được sản xuất, màu nâu nho được sản xuất vào năm 2019, biển số Sài Gòn này. Nếu quý anh chị nào mình đang cần hỗ trợ thêm thông tin về xe hoặc là hỗ trợ về báo giá thì quý anh chị có thể là gọi trực tiếp vào số hotline 0932 192 671, Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị, hoặc là quý anh chị có thể để lại phần bình luận trong YouTube á, Đạt sẽ trả lời và chủ động liên hệ lại quý anh chị nha. Đạt xin nhắc lại, xe đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Đạt chào bán với mức giá là 572 triệu đồng. Đạt cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.